Chim bách thanh hay còn có một tên gọi khác là chim đồ tể. Đây là danh hiệu không thể nào không hợp với nó, bởi thói quen xiên con mồi trên những chiếc gai lớn, cả tự nhiên và nhân tạo. Sau khi xiên chắc chắn, chim bách thanh xé từng miếng thịt của kẻ xấu số, số. Có phần man dợ như những gã đồ tể, khác với các loài chim săn mồi lớn, bách thanh chỉ dài 20 đến 25 cm và không có móng vuốt đủ dài để xé con mồi. Đây là lúc tự nhiên sáng tạo, nhờ những gai nhọn để xiên con mồi, có thể nói bách thanh bên ngoài đỡ lót đứa trẻ, bên trong là một sát thủ máu lạnh.